chín đưa lục quân huyện thanh miếu thờ ở Kim Sang. Yêu Lũng Giang là nơi lát địa Bắc Lê bao xa có. Chín đưa tu khí là nơi chúa tiên vâng mệnh Oh,
trong dạ ruột từng quặn đau. Trải bấy lâu thiên đình sai xuống 19 thu, muốn thượng nhân duyên vậy nên rời gót về tiên. Lại sai về với cảnh tự nhiên chúng con đón chào chầu lục cung nương mẫu phó chầu cai quản mãn cùng hưởng trên đất Lạng Sơn.
nương tay tiên tỉa lá bìn cành đi à. Bìn cành nót cao đục lĩnh một mình hái hoa, hai trăm hoa đem về dân tấu, đổ cho ông phúc lộc thêm xuân đi à. Thank you.
xanh xanh lục lục cung tiên thanh ý. Hách ngơ xanh xanh hay là vẻ cốt cách thanh tân yêu điệu đóa phù dùng quân néo trai lơ khăn làm đại thái tính trầu băng